Huấn luyện viên Jose Mourinho đã quyết định giữ lại các trụ cột Paulo Dybala, Rui Patricio, Ryan Cristante và Renato Sanches để hướng tới trận derby với Lazio ở vòng 12 Serie A vào ngày 12 tháng 11. Trong khi đó, các cầu thủ Nikola Zalewski, Lorenzo Pellegrini, Chris Smalling, Leonardo Spinazzola, Tammy Abraham và Maras Kumbula đã vắng mặt vì chấn thương. Trong trận đấu gặp Slavia Praha, Roma gặp nhiều khó khăn và chỉ kiểm soát 40% sân cỏ trong hiệp 1 mà không có cơ hội ghi bàn. Trong hiệp 2, Roma đã cải thiện thế trận nhưng vẫn không thể ghi bàn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-2 nghiêng về Slavia Prague. Trong trận này, tiền đạo Lukaku thi đấu mờ nhạt và bị chặn đứng chuỗi ghi bàn dài nhất trong lịch sử UEFA Cup Europa League của một cầu thủ. Slavia Praha đã thi đấu tốt và ghi hai bàn nhờ công của Lukas Masopus và Vaclav Zoreka. Trong trận đấu còn lại, Servet đã đánh bại Serif với tỷ số 2-1. Kết quả này khiến Roma tụt xuống thứ hai trong bảng xếp hạng với 9 điểm, kém Slavia Prague về chỉ số phụ và có nguy cơ mất vị trí này nếu không thắng Lazio trong trận derby sắp tới.